chuyện. Chúc mừng các em đã về đội của chị. À, em này là chị cho vô văn phòng nè. Trời, làm gì mà bà vui dữ vậy? À, em này là chị đi tiệc nè. Còn em này, em này là ai mà xấu vậy nè? À, chồng của em, chồng yêu của em. Thôi mệt quá. Trời ơi, bà nói chuyện cái gì một mình mà tôi tuốt ngoài cổng còn nghe nữa. Nói gì tình chồng yêu của em? Ai là tình yêu của bà? Đây đây, tình yêu của em đây. Trời, tình yêu của em đây hả? Còn anh là cái gì của em hả? Anh là chồng em. Chồng anh? Chồng em hả? Vậy là anh là tình địch của mấy này hả? Không có, mấy này em để dành tiền 3 tháng trời em mới mua được á. Bây giờ em đã có trong tay của em rồi. Ôi anh ơi, em mà đeo cái đôi này vô, trời ơi, em cao chót giót, em cao gất ngưỡng luôn, mọi người phải ngước nhìn em. Em mang cái này để cao lên tôn sùng cái vẻ đẹp của em đúng không? Đây em đứng trên coi. Đó. Em coi nè. Bình thường thôi em cao hơn anh cả gan rồi. Mang guốc này vô nữa. Mỗi lần đi tiệc tùng bạn bè nó chọc, biết là chọc nhưng mà anh quê chứ. Ủa, ê. Dương ơi Dương, dắt con đi tiệc hả? Anh này không có ai người ta nghĩ vậy đâu. Tự anh nhạy cảm, anh nghĩ tự anh quê thôi, ai nói anh vậy. Anh nói mấy cái thứ này cất cất bỏ vô tủ hết. Lâu lâu tiệc tùng thì đi một chút thôi. Em mà đi cái này suốt ha, nó ảnh hưởng tới sức khỏe mà gì, nó phản tác dụng, hiểu chưa? Model bây giờ là phải cao. Nhìn vô nhìn mình giống như là model vậy đó. Model. Giống như người mẫu, người ta nhìn mẫu. Người ta nể. Thì em cũng là người mẫu, mẫu là mẹ đó, mẫu hậu quá. Ôi mệt anh quá à. Anh không có biết gì về phụ nữ đó. Anh không biết gì về làm đẹp, không biết gì về mốt hết á. Anh đừng có tham gia vô. Rồi biết rồi, khỏi tham gia. Sao khóc vậy? Trời đất, sao mang có một chiếc giày vậy? Hả? Cái chân em bị sao vậy? Con coi. Bé cái gì mà bé mà sao té? Bị cướp không? Có báo ngang chưa? Để anh báo ngang ở khu vực nào vậy? Hả? Không có cướp nào dám cướp bé hết. Chứ sao mà té dữ vậy? Tại nó nào? Nó này nè. Hả? Tại nó đó. Đó, thấy chưa? Nó hôm nay á, bé mang nó đi cho đẹp. Đẹp đâu không thấy. Nó cứ đẹp đâu không thấy mà nó thấy té làm chầm bẹp đúng không? Nó làm bé chao đảo á. Rồi. Cái bé té bé chợt cái dấp vô cục đá cái nó đi cho bé nguyên một đường luôn. Ham cao còn chi. Đau quá. Giống người mẫu còn chi. Tao nói là đi bình thường, đi mang giày dép mang bình thường rồi. Xe xua theo bạn bè rồi theo mốt, mua đồ, mua đen gì tầm lum hết. Anh đã nói em rồi. Cao một viên chút mà nó nguy hiểm cho mình thấy không? Đó bây giờ em coi nè. Đó, té gì đó. Mày thấy chịu nổi không? Cái lúc nào cũng bé. Già rồi thì mình phải lo theo già đi. Không. Đó rồi lỡ nè, đó chân gì nè, mang thẹo rồi xấu. Mới mốt hết mặt đầm mặt váy, thấy coi được không? Nói mà không nghe gì hết. Em biết rồi. Em sợ em không có mang giày cao, em lùn hơn mấy đứa trong công ty á. Trời ơi trời. Xong rồi họ đi chung với tụi nó em mặc cảm. Anh nói em nghe nè. Cái cao thấp không quan trọng. Có một cái câu rất là hay. Chiều cao của tôi là đo từ đầu lên trời chứ không phải đo từ đầu cũng đất, hiểu chưa? Ăn thua là cái đầu mình hay hay không, giỏi hay không, mới làm việc hơn thua hơn người ta hay không. Chứ còn cao thấp quan trọng cái gì? Em quyết định rồi. Em xin lỗi. Không phải là không, anh không muốn cho em nhưng mà phải tùy lúc tùy nơi, phải phù hợp, hiểu chưa? Không mang giày cao gót nữa. Giờ không mang chân không luôn. Đúng khỏi rồi. Mang giày luôn, mang chân không luôn cho đúng chiều cao thiệt luôn. Không có mang chân không. Anh vẫn cho em mang nhưng mà mang sao vừa phải, phù hợp với tướng của mình. Chủ yếu á, ăn thua anh yêu em hay không thôi, hiểu không? Lúc nào ở trong lòng anh á, em cũng đẹp nè, dễ thương nè. Đó, mỗi lần nâu cười cái lú bam hai cái răng ra luôn. Vậy em mang giày không có gót luôn ha? Đúng rồi, vừa phải với mình thôi. Nó tốt cho sức khỏe đúng không? Mọi ý tưởng mới đóng góp cho chương trình, quý vị vui lòng gửi thư về địa chỉ Công ty Cổ phần Truyền thông và Thương mại BHV, số 189 C5, đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi thư về địa chỉ hộp thư email gương soi phố phường@bhvmedia.vn.